thành toán của thằng Thái Sơn hướng về đây. Giờ sếp chưa cắt lại cái phần đấy, cắt lại cái phần chỗ điều chỉnh giá chứ cái phần cặp của ông Thao á, Thao biển là rùm. Phần điều chỉnh giá bây giờ nó chỉ cắt tiếp cái gì đâu, cắt phải ký lại phụ lục ba, còn như thế gì đó mà không ký là phải ghi rõ lý do tại sao ghi rồi đấy. Ghi gì? Ghi đúng á, người kia giờ nó điên lên nó kiện tiếp rồi. Cái gì? Thì bây giờ mình không nói lý do cho ông Thao, mình nói là giữ lại. Ông Thao đang hầm mẹ điện lao sầm à. Không phải, ý tôi nói là ông Nguyên đó không có cái điên, không có lý do của ông Thao. Thấy không? Ông chỉ ghi với nó là giảm 28, nó là 5% chỉ là lý do là để giảm 5%, đang nói nó còn tiền của nó. Cái sơn hiện nay còn 500 mấy, 600 triệu mà. Bây giờ phải giữ lại, giữ hết ông Thao là giữ lại thêm 200 mấy rồi. Thì được, bây giờ tôi nói là bây giờ cái phần mình ghi lại cái phần giải thích cho đó là cái chỗ mà giờ là cái chỗ tiền 500 mấy nó còn lại đó không để đủ được giá. Giờ nó xem xuống. Mình ghi lại tiếp 5% nữa để đảm bảo là cái sau này để đảm bảo cho các người giá sau này. Chứ đừng đi cho ông Thao vào. Tiền là nó quay lại cái này. Nó sẽ hỏi các bạn nó bên này có gì có giữ mùi giá không? Mình giữ mùi giá đúng quy định thôi chứ làm sao mà nhưng mà nó quay ngược lại bên thanh toán nhà tăng rồi á. Người ta nắm số liệu á. Người ta nắm có gì? Thì nó đang nói mùi giá, bên đây mùi giá. Thì mùi giá nhưng mà cái ngược lại cái giá trị mình thanh toán là còn nhiều. Thì đó, giá trị dư thanh toán mình nhìn trên đó là mình biết là thế rồi, giá trị dư thanh toán này nó bao nhiêu rồi, nó biết chứ không biết. Được, đó là làm là coi như đó, đợt này nó hết sạch luôn. Vậy, giờ vay qua ba mình bê tông phần mặt cầu chứ. Mặt cầu với bê tông mặt đường thì bê tông mặt đường làm gì mới thanh toán. Cái đầu mặt đường nó gần gấp đôi thôi với cái lát nhựa còn có thể đá đâu. 200 mấy à? Mấy rồi ok bây giờ để xíu xong gửi cho làm quý gì bác cứ làm thế nguy hiểm quá.
Hôm vừa sáng vừa lắc xong vẫn bị hết mực rồi. Thank you.
Thank you.